Chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương 2 của học phần nguyên lý kế toán. Cô sẽ giới thiệu cho các em nội dung của phần báo cáo kế toán. Mục tiêu của chương này giúp cho các em biết được tầm quan trọng của báo cáo kế toán trong việc cung cấp thông tin, biết được những hoạt động của báo cáo kế toán, những loại báo cáo kế toán, hiểu được kết cấu nội dung tính chất cơ bản của hai loại báo cáo là À, bản cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và sau khi học xong thì các em có thể làm được những bảng cân đối kế toán, những cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh à, với những cái thông tin đơn giản. thì tầm quan trọng của báo cáo kế toán, à, đây là một loại báo cáo mà được tạo ra thông qua phương pháp tổng hợp cân đối để cung cấp thông tin một cách tổng quát và toàn diện cho tình hình tài sản nguồn vốn của doanh nghiệp à, của đơn, gọi chung là của một đơn vị kế toán thì ở đây chúng ta xoáy sâu vào kế toán doanh nghiệp thì báo cáo kế toán của doanh nghiệp thì nó gồm có hai phân hệ thì trong đó à, đó là báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị báo cáo tài chính thì à, đây là cái loại báo cáo mang tính pháp lệnh nó được à, bắt buộc theo định kỳ và à, thống nhất theo biểu mẫu của nhà nước quy định thì báo cáo này nhằm cung cấp thông tin cho à, các đối tượng sử dụng bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp còn báo cáo kế à, toán quản trị thì đây là loại báo cáo mà phục vụ cho cái yêu cầu của các cấp quản trị trong doanh nghiệp cho nên nó mang tính chất nội bộ nhiều hơn theo quy định hiện nay thì doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo 4 loại biểu mẫu. Thứ nhất là bản cân đối kế toán, thứ hai là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thứ ba là báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thứ tư là bản thuyết minh báo cáo tài chính. Thì trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ về bản cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Thì bảng cân đối kế toán để hiểu bản cân đối kế toán là gì? Thì đây là loại báo cáo tài chính tổng hợp, nó phản ánh một cách tổng quát toàn bộ tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp dưới hình thức tiền tệ tại một thời điểm nhất định. Nhớ là cái bản cân đối nào cũng phải à, tại một thời điểm nhất định, chứ không nếu chúng ta lập một bản cân đối mà không ghi rõ cái thời điểm nào thì nó cũng không có ý nghĩa nha các em. À, bản cân đối kế toán thì nó cung cấp thông tin về tình hình tài chính doanh nghiệp cho nên nó là cái nguồn thông tin quan trọng và cần thiết cho các đối tượng sử dụng bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp. Chúng ta thấy, thí à, dụ như các em lên à, tham khảo trên thị trường chứng khoán niêm yết các công ty niêm yết thì để tìm hiểu về thông tin của công ty đó để mà mình quyết định đầu tư thì chúng ta cũng coi cái báo cáo tài chính được niêm yết trên 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 trang mạng. Cho nên đây là cái loại báo cáo mà cung cấp thông tin ra bên ngoài. Thì à, nội dung của bản cân đối kế toán á, thì luôn luôn gồm có hai phần tài sản và nguồn vốn và theo luật hiện nay theo thông tư 200 thì à, quy định biểu mẫu của bản cân đối kế toán là à, lập theo kết à, cấu dọc tức là phần trên là phản ánh tài sản, phần dưới là phản ánh nguồn vốn và luôn luôn thỏa mãn cái công thức này, tổng tài sản luôn luôn bằng tổng nguồn vốn thì nó mới đạt yêu cầu của một bản cân đối. Thì các em có thể à, tham khảo xem trong sách bài học trang 47 hoặc là tham khảo thêm trong thông tư 200 thì cái mẫu à, báo cáo à, kế toán đầy đủ ha thì trong à, à, giảng dạy và học tập thì thường dùng cái kết cấu hai bên kết cấu hai bên thì bên trái là phản ánh tài sản bên phải là phản ánh nguồn vốn và cũng phải thỏa mãn công thức thỏa mãn cái phương trình tổng tài sản luôn luôn bằng tổng nguồn vốn thì trước mặt các em là một cái biểu mẫu bản cân đối hai bên ha thì nó có tên là bản cân đối tại ngày tháng nào đơn vị tính và ở trong đây bên trái là thể hiện phần tài sản thì trong đó có gồm có là à, một a là tài sản ngắn hạn một b là tài sản dài hạn và cộng tổng tài sản còn bên phải là một c là nợ phải trả một d là vốn chủ sở hữu c cộng d thì bằng tổng nguồn vốn và lúc nào tổng tài sản cũng bằng tổng nguồn vốn nha các em rồi chúng ta có một ví dụ về bản cân đối kế toán tại một doanh nghiệp vào ngày 30 tháng 9 năm 2000XX có các tài liệu như sau, đơn vị tính là nghìn đồng. Tài sản của doanh nghiệp gồm có tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, à, thành phẩm, tài sản cố định. Còn nguồn vốn thì gồm có vay ngắn hạn, phải trả cho người bán, phải trả khác, nguồn vốn kinh doanh, quỹ đầu tư phát triển. Yêu cầu để lập bản cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 9 năm 2000XX. Thì việc đầu tiên là các em tìm hiểu xem trong các tài sản và nguồn vốn này thì đâu là thuộc loại tài sản ngắn hạn đâu là thuộc loại tài sản dài hạn cũng như trong nguồn vốn thì cái phần nào thuộc về nợ phải trả phần nào thuộc về vốn chủ sở hữu để chúng ta đưa vào đưa vào bản cân đối này thì sau khi các em đã sắp xếp được đâu là tài sản đâu là nguồn vốn tài sản nào là tài sản ngắn hạn tài sản nào là tài sản dài hạn các em đưa vào đây thì các em lưu ý theo cái trật tự này nha từ trên xuống dưới thì các em à, sau này chúng ta cũng cố gắng là làm theo cái trật tự những cái à, tài sản ngắn hạn thì nằm ở trên thì nó đi những cái phần mà mình thường gặp như là tiền mặt tiền gửi ngân hàng nguyên vật liệu nó theo cái thứ từ đó ha thì các em sẽ dễ dễ hiểu hơn thì như vậy ở đây tài sản ngắn hạn à, là một tỷ rưỡi một tỷ năm trăm triệu tài sản dài hạn là 5 tỷ đồng thì cộng lại tổng tài sản là 6 tỷ 500 triệu đồng. Còn nguồn vốn nợ phải trả mục C đó nợ phải trả là 1 tỷ đồng. D vốn chủ sở hữu là 5 tỷ 500 triệu đồng cộng lại tổng nguồn vốn là 6 tỷ 500 triệu đồng. Thì đây là bản cân đối đã cân rồi, đó là tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn. Thì trong quá trình à, thực hiện, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thì cứ mỗi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì nó làm cho tài sản hoặc là nguồn vốn của doanh nghiệp không ngừng biến đổi vì thế mà bản cân đối cũng thay đổi không ngừng à, và mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm ảnh hưởng à, sự biến động này nó thường rơi vào bốn trường hợp sau đây bao giờ nó cũng rơi vào bốn trường hợp sau đây à, trường hợp thứ nhất trường hợp thứ nhất một nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động làm cho đồng thời một khoản tài sản tăng lên và một khoản tài sản giảm xuống thì điều này làm cho tổng cộng của bản cân đối kế toán không đổi tức là không làm cho tổng cộng bản cân đối kế toán thay đổi nhưng tỷ trọng các loại tài sản chịu ảnh hưởng có sự thay đổi chúng ta cùng cái ví dụ bản cân đối hồi nãy ha thì tình hình nó đã đang cân đối như thế này nếu như có một nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm thay đổi trên cái khoản tài sản cùng làm tăng giảm một khoản tài sản Ví dụ như chúng ta rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 10 triệu đồng Thì cái tiền gửi ngân hàng chúng ta giảm đi 10 triệu đồng Đây, Nó còn 790.000 Và tiền mặt tăng lên 10 triệu đồng Và nó từ 40.000 nó thành là 50.000 Thì điều này không làm cho tổng tài sản ngân hàng thay đổi Nó vẫn là 1 tỷ 500 triệu đồng Và như thế thì tổng tài sản vẫn không đổi Nó là 6 tỷ 500 triệu đồng Rồi à, trường hợp thứ 2 À, một nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động làm cho đồng thời tăng một khoản nguồn vốn và đồng thời làm giảm một khoản nguồn vốn thì điều này cũng không làm cho tổng cộng bản cân đối thay đổi nhưng mà nó làm cho tỷ trọng của các nguồn vốn có liên quan bị thay đổi thì chúng ta cũng có cái ví dụ từ bản cân đối hồi nãy thì một nghiệp vụ kinh tế phát sinh đồng thời làm tăng giảm một khoản nguồn vốn cô ví dụ như vay ngắn hạn ngân hàng để trả nợ cho người bán 50 triệu đồng cô vay ngân hàng hiện nay thì cô đang à, nợ số dư nợ là 600 triệu đồng cô vay thêm 50 triệu nữa thì nó trở thành sáu trăm rưỡi và cô trả nợ cho người bán hai trăm năm mươi triệu đồng trả nợ cho người bán 50 triệu đồng thì cái phần nợ phải trả này cô sẽ giảm xuống còn 250 triệu như vậy thì tổng nợ phải trả cô vẫn không đổi nó vẫn là 1 tỷ đồng và như vậy thì tổng nguồn vốn cô vẫn là 6 tỷ 500 triệu đồng không có gì thay đổi bản cân đối đạt yêu cầu rồi, trường hợp thứ ba, một nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động làm cho tăng một khoản tài sản tương ứng với tăng một khoản nguồn vốn thì điều này làm cho tổng bản cân đối kế toán sẽ tăng và các cái tỷ trọng của tài sản và vốn chịu ảnh hưởng cũng có sự thay đổi. Thì cũng từ bản cân đối hồi nãy, ha chúng ta có một cái nghiệp vụ kinh tế làm cho đồng thời tăng một khoản à, à, nguồn vốn tức là vay ngắn hạn chúng ta vay thêm 50 triệu đồng nữa cái vay này để chúng ta mua nguyên vật liệu mua nguyên vật liệu à, thì nguyên vật liệu chúng ta đang từ 500 triệu nó tăng lên 550 triệu điều đó là làm cho tỷ trọng của hai cái tài khoản tài sản và nguồn vốn này thay đổi và nó cũng kéo theo là tài sản ngắn hạn cũng tăng lên 50 triệu từ 1 tỷ rưỡi nó tăng lên 1 tỷ 550 và cái nợ phải trả cũng tăng lên 50 triệu từ 1 tỷ đồng nó tăng lên 1 tỷ 050. Như vậy tổng tài sản và tổng nguồn vốn cũng tăng lên 50 triệu tương ứng. Tức là nó từ à, 6 tỷ rưỡi à cô xin lỗi nha, 6 tỷ rưỡi thì bây giờ 6 tỷ 550 triệu đó các em. Rồi, trường hợp thứ tư, một nhiệm vụ kinh tế phát sinh nó làm đồng thời giảm một khoản của tài sản đồng thời giảm một khoản của nguồn vốn tương ứng điều này cũng kéo theo là tổng cộng của bản cân đối kế toán giảm tỷ trọng các tài sản và nguồn vốn chịu ảnh hưởng cũng có sự thay đổi cô lấy ví dụ trường hợp như cái ví dụ bản cân đối này thì một nghiệp vụ kinh tế phát sinh đồng thời làm giảm một khoản tài sản và giảm một khoản nguồn vốn đây cô ví dụ là chúng ta chuyển khoảng 50 triệu đồng để trả nợ cho người bán thì tài khoản tiền gửi ngân hàng từ 800 triệu nó còn 750 triệu và cái khoản trả nợ cho người bán là từ nợ 300 triệu bây giờ trả được 50 triệu rồi nó còn lại nợ 250 triệu như vậy làm cho tổng cái tài sản ngân hàng cũng giảm đi và tổng cái nợ phải trả cũng giảm đi 50 triệu kéo theo tổng tài sản tổng nguồn vốn chúng ta cũng giảm đi 50 triệu tức là bây giờ còn 6 tỷ 450 triệu đồng tổng tài sản và tổng nguồn vốn. thì đó là bốn cái ví dụ để minh chứng cho bốn trường hợp bị ảnh hưởng khi mà có một nhiệm vụ kinh tế phát sinh à, nó làm cho biến động ảnh hưởng đến bản cân đối kế toán ha. thì bước qua một cái loại báo cáo nữa đó là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. thì đây là cái loại báo cáo mà nó là mang tính tổng hợp phản ánh tình hình kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. À, thì đây à, là loại báo cáo cũng rất là quan trọng giúp cho doanh nghiệp biết được lợi nhuận của doanh nghiệp mình à, lợi nhuận chính là thước đo để biết được hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đây cũng là mục tiêu hướng tới của các doanh nhân khi mở doanh nghiệp ra thì mục tiêu cuối cùng vẫn là tối đa hóa lợi nhuận ha thì các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận à, đầu tiên là doanh thu và cái đó là những cái khoản thu nhập khác và cuối cùng là những khoản chi phí thì ba khoản này được diễn giải cụ thể như sau à, doanh thu là những khoản mà à, tổng các giá trị lợi ích kinh tế của doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán từ những hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường à, thì có hai loại doanh thu cơ bản đó là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thì ngoài ra còn có cái doanh thu hoạt động tài chính thì ở đây À, nếu mà doanh nghiệp mình có những hoạt động tài chính cụ thể như là đầu tư chứng khoán hay là à, à, mua những tham gia những cái à, à, cổ đông góp vốn liên kết liên doanh gì đó thì nó có những cái hoạt động tài chính còn nếu mình không có những hoạt động đó nhưng mà những cái khoản tiền lãi từ cái tài khoản tiền gửi ngân hàng đó các em thì à, những cái khoản tiền lãi hàng tháng cũng được đưa vào xem như đó là doanh thu hoạt động tài chính còn những khoản thu nhập khác thì là những khoản mà thu nhập phát sinh không thường xuyên từ những cái hoạt động không thường xuyên ví dụ như là khi thanh lý hoặc là nhượng bán tài sản cố định hay là khi nào thu được cái tiền phạt của khách hàng do vi phạm hợp đồng thì chúng ta xem như đó là một khoản thu nhập khác còn chi phí thì chi phí là những cái khoản mà nó làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán ngược với doanh thu nó là chi phí đó các em thì À, chi phí thì có những cái khoản chi phí để phục vụ sản xuất kinh doanh trong cái kỳ kinh doanh bình thường ví dụ như là chi phí nguyên vật liệu chi phí nhân công hay là chi phí à, à, quản lý doanh nghiệp vân vân ha đó là những loại chi phí cho một à, hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường ngoài ra còn có những khoản chi phí khác À, như là khi mình thanh lý tài sản cố định cần phải sửa chữa gì đó trước để đem đi bán, để thanh lý thì chúng ta đưa vào chi phí khác. Hay là những khoản chính mình là người bị phạt hợp đồng, bị phạt do vi phạm hợp đồng cũng đưa vào chi phí khác. Thì cái báo cáo kế toán, thì các em báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này, biểu mẫu đầy đủ của nó các em có thể xem trong sách bài học trang 45 hoặc là trong thông tư 200 thì nó đầy đủ hơn. Thì ở đây cô sẽ giải thích cho các em à, những cái chỉ tiêu à, đi theo cái trong bản cân báo à, cáo kết quả hoạt động kinh doanh ha. Ví dụ như từ đầu từ trên xuống dưới chúng ta có 19 chỉ tiêu. Thì chỉ tiêu thứ nhất là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. À, đây là tất cả các khoản mà mình bán hàng thì xuất hóa đơn thì chúng ta sẽ ghi vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Rồi, một thứ hai là các khoản giảm trừ doanh thu. Giảm trừ này có thể là do chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hay là hàng bán bị trả lại hay là những khoản thuế tiêu thụ đặc biệt thuế xuất khẩu hay là nếu doanh nghiệp mà khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thì chúng ta cũng phải trừ ra ở đây. Rồi à, à, doanh thu thuần một thứ ba là doanh thu thuần doanh thu thuần là à, doanh thu mà sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu có nghĩa là một thứ ba này bằng một một trừ một hai nha các em rồi một thứ tư là giá giống hàng bán thì theo cái hóa đơn xuất bán hàng của mình hóa à, đơn kho xuất kho của mình á, thì ra là à, cấu thành nên là toàn bộ giá giống hàng bán rồi lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ một thứ năm một thứ năm này sẽ bằng một thứ ba trừ một thứ tư tức là bằng doanh thu thuần trừ giá giống hàng bán rồi bên cạnh những cái doanh thu bình thường thì chúng ta còn có doanh thu hoạt động tài chính như cô nói lúc nãy đó tức là ví dụ như trong kỳ À, tất cả những cái khoản tiền à, gửi ngân hàng trên tài khoản 112 của mình đó thì được tính lãi thì chúng ta đưa vào doanh thu hoạt động tài chính hay là chúng ta có tham gia những hoạt động tài chính khác thì chúng ta cũng ghi nhận doanh thu ở đây và đi theo cái doanh thu này thì chúng ta có cái chi phí tài chính ha một thứ bảy doanh thu tài chính trừ chi phí tài chính thì nó ra được cái lợi nhuận tài chính thì à, khi tính cái lợi nhuận à, và ngoài ra thì chúng ta trong quá trình bán hàng tiêu thụ hàng quá thì chúng ta có cái chi phí bán hàng là bao gồm tiền lương tiền thuê showroom vân vân ha à, tất cả những khoản chi phí có liên quan đến bộ phận bán hàng thì đây là chi phí bán hàng ở một số 8 rồi chi phí quản lý doanh nghiệp ở một số 9 là chi phí này gồm có những cái khoản cũng là tiền lương tiền công của bộ phận quản lý sau này ví dụ các em ra trường các em về các em làm ở việc ở phòng kế toán của công ty thì các em cũng À, chi phí tiền lương của các em cũng là thuộc chi phí quản lý doanh nghiệp nếu như các em làm ở cái bộ phận bán hàng thì chi phí tiền lương các em là nằm thuộc à, chi phí bán hàng rồi, thì đây là những khoản chi phí mà khi tính lợi nhuận thuần chúng ta phải trừ ra lợi nhuận thuần bằng lợi nhuận gợp cộng doanh thu hoạt động tài chính trừ cho các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tức là một số 10 này bằng một số 5 trừ cộng 6 trừ 7 trừ 8 trừ 9 rồi Tiếp theo là một số 11 là thu nhập khác thì như những thứ chúng ta nói hồi nãy đó nếu chúng ta có những cái khoản thanh lý nhận bán tài sản cố định vân vân và thu từ phạt vi phạm hợp đồng thì chúng ta đưa vào đây. Rồi chi phí khác là một số 12. Khi lấy thu nhập khác trừ chi phí khác thì chúng ta bằng ra là lợi nhuận khác. Một thứ 13 13 bằng 11 trừ 12. Một số 14 là tổng lợi nhuận cái toán trước thuế. Tổng lợi nhuận cái toán trước thuế thì bằng à, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng cho lợi nhuận khác. Sau đó thì chi phí thuế thu nhập hiện hành số 15, 115 hiện nay thì nhà nước quy định doanh nghiệp phải nộp 20% thuế thu nhập. Thì lấy cái 114, chúng là tính lợi nhuận trước thuế bao nhiêu chúng ta nhân 20% thì nó ra chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ở 115 ha. Rồi 116 là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp quản lại. 117 là lợi nhuận sau thuế. Tức là sau khi tính được lợi nhuận trước thuế, tính được chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và biết được cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại thì chúng ta sẽ tính được lợi nhuận sau thuế bằng tổng lợi nhuận trước thuế à, trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại thì chúng ta sẽ được lợi nhuận sau thuế. Rồi đối với những doanh nghiệp mà thuộc công ty cổ phần các em thì chúng ta có 117, 118, 119 là lãi cơ bản trên cổ phiếu hoặc là lãi suy giảm trên cổ phiếu. Thì à, trên cái biểu mẫu theo thông tư 200 các em mở ra thì nó đầy đủ, cứ mỗi một về nó cho các em một cái công thức để hướng dẫn tính. Cho nên không khó để mà làm được cái bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này ha. Thì à, cô hy vọng rằng là các em sẽ về nhà làm thử. À, tức là đầu tiên là mình chịu khó mình trả lời hết các câu hỏi trắc nghiệm trong sách bài tập từ trang 26 đến trang 29 và giải các bài tập thì có những cái bài tập từ bài tập 1 cho tới bài tập số 7 á, thì là là coi như bài mẫu tức là bài tập có lời giải các em xem ha để học cách giải còn từ bài số 8 từ bài số 8 là những câu hỏi trắc nghiệm thì các em xem để mà trả lời câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm này cũng có lời giải nữa các em và à, à, Cuối cùng thì cố gắng cố gắng làm các bài tập từ bài số 9 đến bài số 16 trong sách bài tập nó nằm ở trang 29 đến trang 33. Thì đây là những bài tập rất là đơn giản, không có khó. Nếu như các em chịu khó lắng nghe những gì cô giảng nãy giờ và kết hợp đọc theo trong sách, trong tài liệu cũng như à, xem cái tài liệu tham khảo ở thông tư 200 thì các em sẽ hiểu rõ hơn mọi vấn đề của chương 2 này về báo cáo kế toán. Thì cô hy vọng rằng các em sẽ à nắm bắt được cái bài học này bởi vì bài học này nó rất là quan trọng và đi suốt cuộc đời của một kế toán doanh nghiệp ha à, xin cảm ơn các em à, chúc các em thành công